Gia xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh shop guitar Nhật Phan Gia nha. Ngày hôm nay thì Gia sẽ mang đến cho mọi người tham khảo hai dòng đàn guitar acoustic đến từ hai thương hiệu rất quen thuộc với mọi người. Đó là Yamaha và Moritz. Và hai cây đàn ngày hôm nay thì là hai cây đàn nằm ở trong cái series 8. Đó là một cây Đức 80 và một cây L8. Mọi người xem tem trước nha mọi người. Đức 80 Moritz. Rồi, cái thứ hai đó là Yamaha L8 Gen 2. Đây mọi người, Yamaha L8 Gen 2. Đây trên tay em đây là hai cây đàn, hai đối thủ rất là nặng ký nha mọi người. Đó, hai thương hiệu đối thủ Yamaha và Moritz. Rồi, em sẽ đi chi tiết cây đàn Moritz Đức 80 trước. Thì đối với Moritz Đức 80 thì cây đàn này em sẽ báo giá luôn cho mọi người nha. Cái này là giá là 10 triệu kèm theo hộp. Dây là em lắp sẵn lên cho mọi người rồi. Đó. Và nói sơ về tình trạng kỹ thuật, cái đàn này cần cực kỳ hẳn luôn, ngựa zin nguyên bản chưa qua dán lại. Tớp có nứt hai đường bên đây và em sẽ chi tiết cho mọi người luôn và để giải thích cho mọi người hai cái dấu nứt này nó có ảnh hưởng gì tới cái việc mà chúng ta chơi lâu dài về sau hay không, nó có bị hỏng hóc hay là nó có ảnh hưởng âm thanh hay không. Rồi, em sẽ quay chi tiết cho mọi người xem nha. Đây. Rồi, mặt tớp thì cái này thì mặt tớp không được đẹp có chày. Đó, mặt tớp đẹp không được đẹp có chày. Nhưng mà nhìn nó cũng còn tương đối, nói chung là không phải xấu quá. Rồi, ngựa nguyên bản. Rồi, tới phần này thì dừng lại một chút xíu ra chia sẻ mọi người về hai cái dấu nứt này. Rồi, ở cái đàn này thì nó sẽ có hai cái dấu nứt tốt ở đây nha mọi người. Rồi, có bền hay không? Thì Gia đảm bảo mọi người là bền, vẫn chơi bình thường, không ảnh hưởng chất âm. Và Gia sẽ check cho mọi người xem luôn. Và nếu mà cái dấu nứt này mà nó không có gọi là bị nứt, gọi là bị lỏng lẻo mọi người, thì nó sẽ nghe tiếng chẹp chẹp. Còn bây giờ em sẽ gõ cho mọi người xem. Còn rất là cứng cáp nha mọi người, còn cực kỳ cứng cáp. Tại vì mọi người biết là ở bên trong này nó sẽ có một cái thanh nẹp ngang ở trên đây, thanh nẹp ngang ở ngay đây, nên cái dấu nứt này là do dấu nứt do nhiệt độ, do thời tiết thì nó tạo lên cái dấu nứt này. Đó, mọi người yên tâm ha, mọi người mua cây này trải nghiệm âm thanh của Đức 80 chỉ có 10 triệu thôi, nó bằng một cây Đức 50 đẹp, thì có hai dấu này thì giá là 10 triệu. Và kết cấu thì vẫn cứng cáp hoàn toàn. Đây mà, mọi người thấy em gõ vào là rất là cứng cáp luôn, không có một cái gì gọi là một cái âm thanh gì lạ hết. Đó. Rồi, đã giới thiệu cho mọi người và chỉ cho mọi người hai cái dấu nứt này rồi. Đây. Đó. Vẫn cứng cáp nha mọi người, không có sập sẹp nha, vẫn cứng cáp bình thường, tại vì ở trên đây phần này nó có cái nang ngang, đó nó cố định. Đó. Rồi, tiếp theo là phần lưng, phần hông và phần lưng. Ở đây thì họ gắn cái chút đeo dây ở đây nha mọi người. Và chút đeo dây này là ở bên Nhật họ gắn nha. Rồi phần lưng có chày. Cái này thì em chưa vệ sinh nha mọi người, vệ sinh lại thì sẽ đẹp. Gót cần zin nguyên bản. Rồi, cần phía sau là mọi người. Đó. Bộ khóa đúc. Cái này thì em chưa vệ sinh nha mọi người, mới về hàng thì em chưa vệ sinh. Em tại vì cây này nó cũng hiếm, cho nên em tranh thủ em quay cho mọi người liền. Ai chốt thì em sẽ vệ sinh lại sạch sẽ. Và em sẽ tặng kèm cho mọi người nào mua cái đàn này một bộ dây Elixir nha. Em lắp sẵn Elixir trên đây luôn nha. Rồi, logo thương hiệu Moritz. Phím còn đẹp nha mọi người, không mòn. Phím còn đẹp không mòn nha mọi người. Action hiện tại cũng khá là tốt. Đó. Lưng ba mảnh. Khác với Đức 40-50 là cái bộ gỗ chính giữa mọi người ha. Ở chính giữa thì là mắt bồ. Đó. Còn khác với những cái cây Đức 40-50 á, là bộ gỗ này là bộ gỗ Jacaranda ha. Hai bên là cẩm. Cái đàn này thì ngoại trừ cái vết tớp hai bên đây thôi, thì ngoài ra thì không có nứt bể gì cả, chơi rất là tốt và âm thanh cực kỳ hay. Và sau đây thì Gia sẽ mời mọi người nghe thử chất âm của cây Moritz Đức 80 này nha.
theo thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho mọi người một cây Yamaha L8 Gen 2 nó sẽ như thế nào. Rồi đối với Yamaha thì đây là một cây L8 Gen 2 được sản xuất vào thập niên 80 mọi người ha. Đây, cái inlay hình bông tuyết rất là đẹp luôn. Rồi cái đàn Yamaha L8 này thì ngoại hình còn rất là đẹp nha mọi người, còn rất là đẹp, rất bóng bẩy. Đây, ý là em chưa vệ sinh mà cây đàn nó vẫn trong một cái tình trạng cực kỳ đẹp nha mọi người. Đó, chỗ này là chỗ phần mông. Phần mông này nó bị chày lớp sừng bông ở ngoài, không làm vô gỗ, chày chày thôi. Rồi. Rất là đẹp, cây này rất là đẹp. Đó, mặt lưng nha mọi người, đây, inlay. Đó, đóng rất là đẹp ha. Cái viền rất là đẹp luôn. Nhìn cái đàn rất là sang mọi người. Khác với Moritz là họ cường rất là nhiều, đính rất là nhiều inlay. Riêng về Yamaha thì họ chú trọng vào những cái chi tiết nhỏ ở dọc viền, xương cá hoặc là đan chéo với nhau. Họ làm một cái cây guitar nhìn nó rất là đơn giản và tinh tế luôn. Đó, đầu cần Yamaha, bộ khóa còn rất đẹp nha quý cô chú anh chị và các bạn. Bộ khóa còn vàng ánh kim luôn, bộ khóa zin. Cần đàn thì nó có vài vết cấn nhẹ chút xíu thôi mọi người, nhưng mà không vấn đề gì. Cái dấu cấn là cấn cabo nha, dấu cấn cabo, chỗ này chạy chút xíu nữa. Gót cần nha mọi người, zin nguyên bản. Đó. Rồi cái này thì hiện tại shop đang bán với giá là 16 triệu nha mọi người, kèm theo hộp và đã lắp Elicer sẵn lên cho mọi người rồi, âm thanh cũng rất là hay luôn. Nói chung là âm thanh thì sẽ phụ thuộc vào gọi là cái gu ai thích tiếng sáng rõ nốt thì mình chơi Yamaha, còn ai thích mà gọi là nổ, tiếng nó nổ và nó gọi là nó hòa quyện điểm hát đó thì Moritz là sự lựa chọn tuyệt vời. Rồi sau đây thì ra sẽ mời mọi người nghe thử cái cây này, phím nó cũng đẹp luôn nha mọi người, không mòn luôn nha, cần cực kỳ thẳng nguyên bản. Cây này nguyên bản luôn, rất là đã. Lâu lâu em mới về được một cây L8 đẹp như vậy mọi người. Thật sự thì sau này thì mua những cây đàn đẹp rất khó luôn, tại vì không có hàng nữa. Rất là đẹp, top solid. Quên nữa mọi người, quên chia sẻ mọi người là cây đàn Yamaha L8 này là top và lưng là solid nha. Còn hông thì chưa, hông thì tới L10 mới là solid nha, full on solid. Còn cái cây L8 này thì chỉ có top và back là gỗ thịt thôi. Đó, cái đó mình nói cho nó chi tiết cho mọi người có thể dễ hình dung ra được cái chất lượng của cây đàn nó như thế nào và tầm giá đó. Và bộ gỗ ru rất là đẹp, có vân cường ngang mọi người thấy ha, rất là cao cấp đó. Mọi người để ý gỗ ha, nhìn cây đàn nào mà gỗ mà nó có ru mà nó có vân ngang đó, là bộ gỗ rất cực kỳ là xịn luôn mọi người. Đó, xịn dữ lắm, xịn luôn, nó già 5 tuổi rồi. Rồi và sau đây thì Gia sẽ mời mọi người nghe thử chất âm của cái đàn Yamaha L8 Gen 2.